Next, sir, here is another eyewitness of the persecution targeted the Montagnard Christians. Mr. Amick has no other choice but to flee his own village to find refuge in Thailand for many years now. Sau đây chúng tôi xin mời anh Amick lên tiếng ạ. Mr. Amick. Tôi tên là Amick. Hiện tại tôi đang sống ở Thái Lan. Tôi thu thập thông tin của nhiều nạn nhân của Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên bị áp lực tham gia vào Hội Thánh Tin Lành miền Nam. Họ tiếp tay và chụp hình thế giới để gửi cho tôi qua điện thoại. Tôi dùng máy vi tính để hoàn tất báo cáo bằng tiếng Việt, PBSOS dịch sang tiếng Anh và nộp cho quốc tế và ủy hội của ông. Chính tôi đã liên lạc với anh Ibum Bờ Giá, người đã chụp hình báo cáo do anh ta viết tay và gửi cho tôi. Sau đó bị chết vì treo cổ. Sau khi công an hẹn anh ta gặp họ trong một nghĩa địa vắng vẻ, tôi không theo Hội Thánh Tin Lành Nam miền Nam, phải bị nạn ở Thái Lan gần 9 năm rồi mà công an còn ép cha mẹ tôi nhắn tôi là nên quay về Việt Nam vì chính quyền sẽ phản hồng. Tôi biết có một số người đã quay về nhưng bị bỏ tù. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Mr. Amick, sir, I